Từ xưa Đông y vẫn coi dưỡng sinh là bộ phận trọng yếu trong phòng chống bệnh tật, tăng cường sức khỏe, kiềm chế lão suy và kéo dài tuổi thọ. Nếu như cảnh giới cao nhất của Đông y là dưỡng sinh, thì cảnh giới cao nhất của dưỡng sinh chính là dưỡng tâm. Danh y Tôn Tư Mạc nhận định rằng dưỡng sinh là bồi dưỡng cho mình cái tính thiện. Bản tính đã thiện thì bệnh tật từ trong hay từ ngoài đều không sinh ra, biến loạn và tai họa cũng không có lý do phát sinh. Đó chính là đạo lớn của phép dưỡng sinh. Còn như đức hạnh chưa hoàn thiện thì có uống đủ kim đan diệu dược cũng không thể kéo dài tuổi thọ. Trọng đức còn hơn ăn tiên đan cũng chính là ý nghĩa này. Bản thân Tôn Tư Mạc suốt cả cuộc đời đã kiên trì tu thân và dưỡng đức, nên ông thọ trên 100 tuổi, trăm tuổi vẫn khỏe mạnh sáng suốt, tiếp tục chữa bệnh cứu người, nghiên cứu y thuật và viết sách. Ngày nay, cùng với sự phát triển kinh tế và tiến bộ xã hội, yêu cầu của con người đối với sức khỏe càng cao, đồng thời quan niệm về sức khỏe cũng đã có rất nhiều biến đổi. Từ năm 1984, quan niệm về sức khỏe đã được mở rộng, y học bắt đầu chú ý hơn đối với các nhân tố tâm lý, xã hội và ảnh hưởng của chúng đối với sức khỏe và bệnh tật của con người. Tổ chức Y tế Thế giới đã đưa ra định nghĩa, sức khỏe không chỉ là không có bệnh tật hay suy nhược, mà là một trạng thái hoàn hảo về thân thể, tinh thần và khả năng thích ứng xã hội. Tới năm 1990, trong định nghĩa về sức khỏe, WHO còn đề xuất thêm khái niệm sức khỏe đạo đức, chỉ khả năng phân biệt thực giả, thiện ác, dinh nhục, đúng sai, biết kiềm chế và chi phối hành vi và suy nghĩ của mình trong khuôn khổ các quy tắc đạo đức được xã hội chấp nhận, không gây tổn hại đối với người khác nhằm thỏa mãn nhu cầu của mình. Những năm gần đây, một vị bác sĩ Đông y 112 tuổi cũng đã tổng kết kinh nghiệm của mình về vấn đề dưỡng sinh, trong đó đặc biệt chú trọng vào dưỡng tâm. Trong quyển sách 100 điều gửi tặng trước khi ra đi của lão thầy thuốc Đông y, vị bác sĩ già này đã viết: Đông y cho rằng ba thành phần quan trọng nhất trong sinh mệnh chính là tinh, khí và thần, hay còn gọi là sinh mệnh tam bảo. Khả năng bảo vệ của tinh tương đương với hệ thống miễn dịch theo Tây y, trực tiếp tiêu diệt kẻ xâm nhập, và hệ thống thần kinh cũng như nội tiết, điều tiết môi trường bên trong cơ thể. Khí không ngừng tuần hoàn trong cơ thể và hình thành tầng bảo vệ mạnh bên ngoài cơ thể, giảm sự xâm nhập của bên ngoài. Phần thần là tinh tế nhất, năng lượng mạnh nhất, khả năng bảo vệ cơ thể cũng mạnh mẽ nhất. Dưỡng thân tinh. Tinh là các chất tinh hoa nuôi dưỡng con người. Cơ thể là một bộ máy trao đổi chất với thiên nhiên bằng cách ăn uống, hít thở. Các chất ăn uống qua tiêu hóa thành cốc khí, không khí được hít thở, cung cấp tông khí qua bộ máy hô hấp. Cốc khí và tông khí kết hợp cùng trở thành tinh chất nuôi cơ thể. Chính vì vậy, trong dưỡng thân có rất nhiều yếu tố cần chú ý như giấc ngủ, thói quen sinh hoạt, ăn uống hay vận động. Giấc ngủ là yếu tố đầu tiên trong dưỡng sinh. Trong khi ngủ, nếu có tư tưởng, tâm không thể an, không được vừa nằm vừa suy nghĩ trăn trở, rất dễ hao tổn tinh thần. Thời gian ngủ nên từ 9 giờ tối đến 3 giờ sáng. Giờ Tí từ 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng, mất ngủ, thủy thận tất thiếu, tâm thận có liên hệ tương hỗ, thủy thiếu ắt quả dượng, rất dễ tổn hại tới tinh thần. Nên dậy sớm vào giờ Dần, 3 giờ đến 5 giờ sáng, lúc này tuyệt đối cấm tức giận, nếu không thì sẽ tổn thương phổi và gan, nhất định phải chú ý. Ngoài ra, giờ Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc về tâm,
giờ này có thể tản bộ 15 phút, nhắm mắt dưỡng thần, tâm khí ắt khỏe mạnh. Về ăn uống, việc ăn quá kiểm soát không chỉ không tăng khí huyết, mà sẽ trở thành chất thừa ứ động trong cơ thể, đồng thời còn phải tiêu tốn khí huyết để làm sạch chúng. Lục phủ ngũ tạng là một công xưởng sản xuất khí huyết, thức ăn là nguyên liệu, năng lực sản xuất là có hạn, còn thức ăn là vô hạn, vì thế nên phải kiểm soát lượng thức ăn. Tốt nhất, nên phải giữ mức độ đói và khát nhất định mới là có lợi cho dưỡng sinh. Về vận động, đi bộ là cách để tâm nghỉ ngơi. Tâm được nghỉ ngơi thì thần sẽ an. Thần an thì khí sẽ tự nhiên đủ, mà đủ khí thì máu huyết sẽ mạnh, khí huyết lưu thông, có bệnh tự nhiên sẽ khỏi, không đủ thì có thể bổ sung. Tâm tỉnh thì thần kinh sẽ tỉnh táo, tỉnh táo thì cơ thể linh hoạt, người có thể tĩnh tâm sẽ có được rất nhiều lợi ích. Vào những giờ phù hợp, có thể đi bộ 15 phút, để mắt nghỉ ngơi, dưỡng thần thì tâm khí sẽ mạnh. Chữa bệnh không thể vội vàng, gấp gáp sinh ra quả, quả dưỡng thì tổn hao khí, như thế càng không tốt cho cơ thể. Ngoài ra không được tham nhiều, tham thì không ổn định và gấp gáp, bệnh đều do tham mà ra, không được tham để rồi bệnh nặng hơn. Đôi khi bị tiêu chảy, hắt hơi, ho, sốt đều là việc của hệ thống phục hồi trong cơ thể. Đừng cứ hễ xuất hiện những triệu chứng này là dùng thuốc, nếu không những loại thuốc này sẽ phá hủy chức năng tự phục hồi của cơ thể. Một khi chức năng này suy yếu hoặc mất đi thì bạn sẽ phải phụ thuộc vào những loại thuốc này. Do đó, chỉ cần triệu chứng không nghiêm trọng, cách tốt nhất là tĩnh dưỡng, an tâm, tĩnh khí để hệ thống phục hồi của cơ thể hoàn thành công việc phục hồi, trị bệnh. Dưỡng khí khí. Khí là một dạng của năng lượng mà tồn tại cả bên trong và bên ngoài cơ thể người. Chất lượng của khí được phân loại thành hai nhóm chính, âm và dương. Âm và dương là những năng lượng đối lập nhưng tồn tại một cách độc lập. Khí dương cần sự nuôi dưỡng của khí âm để hoạt động, và khí âm cần chức năng của khí dương để được tạo ra và sử dụng. Khi khí âm bị suy, khí dương sẽ thịnh. Điều này có thể diễn hóa thành những triệu chứng giống như nóng nảy, đổ mồ hôi đêm, lo lắng, khó ngủ, cao huyết áp và táo bón. Khi khí dương bị suy, khí âm thịnh, có thể biểu hiện bằng sự tăng cảm giác lạnh lẽo, mệt mỏi, tiêu chảy, trao đổi chất bị chậm lại, ứ nước, tụt huyết áp và vận động thần kinh chậm chạp. Nhân sinh lấy khí huyết lưu thông làm chủ, khí ứ động có thể ngăn trở huyết. Máu huyết bị ngăn trở có thể tích độc thành nhọt thành bệnh, thành u thành ung thư. Tất cả đều là do huyết khí không thông tạo thành. Khí lấy thuận làm chủ, huyết lấy thông làm suôn sẻ. Căn nguyên bách bệnh đầu tiên đều do khí tắc. Do đó, để chữa những căn bệnh này, trước tiên phải chữa khí. Đa phần hiện tượng bệnh đều là biểu hiện của việc điều tiết, làm sạch chất thừa trong cơ thể. Đây là trạng thái tự điều tiết cân bằng của cơ thể. Vì vậy nên xem chúng là hiện tượng sinh lý bình thường, chứ đừng xem chúng là nguyên nhân gây bệnh để rồi tiêu diệt. Vì thế khi bị bệnh, nhất định không được có tâm lý bực dọc, phải bình tĩnh. Tâm lý ổn định thì khí sẽ thuận, khí thuận thì máu huyết lưu thông, rồi mọi thứ bệnh sẽ tiêu biến. Một trong những điểm quan trọng trong điều tiết khí chính là giữ tâm lý ổn định. Con người có 7 loại tâm trạng: hạnh phúc, giận dữ, lo lắng, cô đơn, buồn bã, sợ hãi và hốt hoảng. Nếu không kiểm soát tốt cảm xúc có thể dẫn đến rối loạn khí. Chẳng hạn, khi người ta cực kỳ hạnh phúc, khí ở tim của họ bị đình trệ và tâm của họ trở nên rối loạn.
tim sẽ đập nhanh, xuất hiện chứng mất ngủ và mất cân bằng về tâm thần. Khi người ta hoảng hốt, khí ở tim trở nên rối loạn, gây ra hoang mang, hồi hộp, mất ngủ, lo lắng và thậm chí là rối loạn tâm thần. Khi người ta giận dữ, sẽ dẫn đến gia tăng khí, khiến họ trở nên mất kiên nhẫn, đau đầu, đỏ mặt hay thậm chí ngất xỉu. Điều này có thể tác động đến tỳ vị, làm gia tăng những triệu chứng như nôn mửa và mất ngon miệng. Khi quá buồn bã, người ta sẽ mất giọng và không thể nói với khí lực sung mãn, trở nên chán nản, tức ngực, khó thở. Đó gọi là buồn bã gây ra mất khí, lo lắng làm xấu khí. Khi quá sợ hãi, người ta sẽ trở nên xanh xao, hoa mắt chóng mặt hay thậm chí suy sụp. Tuy nhiên, để có thể điều tiết được cảm xúc, một yếu tố quan trọng nhất cần làm được chính là dưỡng tâm dưỡng tính, dưỡng tâm thần. Cổ nhân cho rằng điều quan trọng nhất của dưỡng sinh là dưỡng tâm. Dưỡng tâm là ngọn nguồn của dưỡng sinh. Nếu một người chỉ coi trọng dưỡng thân mà xem nhẹ việc dưỡng tâm thì thân thể sẽ khó đạt được như mong muốn. Đó là bởi vì sinh lý và tâm lý của con người là có liên quan mật thiết với nhau. Tâm lý cũng tức là tinh thần của con người. Mọi loại thuốc chữa bệnh đều là chữa bề nổi, không chữa được căn nguyên, dù là đông y hay tây y. Căn bản của sức khỏe là ở tâm. Mọi phương pháp đều sinh ra từ tâm. Tâm tịnh, cơ thể sẽ tịnh. Vì vậy nếu bị bệnh, đừng cứu chữa bên ngoài, hãy dựa vào hệ thống phục hồi của cơ thể để chữa bệnh. Trong phép dưỡng sinh của người xưa, vấn đề tu dưỡng đạo đức được đặt ở vị trí cao nhất. Người có nhân đức thì trong lòng bình yên, tâm lý cân bằng ổn định và ý chí không rối loạn. Nhờ đó âm dương luôn luôn cân bằng, khí huyết luôn điều hòa, nên chính khí đầy đủ và bệnh tật không thể phát sinh. Cơ thể bị bệnh là do tâm suy yếu, tà bên ngoài xâm nhập, mà tâm suy yếu là do tâm hồn hỗn loạn, cơ thể không khỏe, có nhiều điều bất an. Ham ăn, ham thắng, ham được, ham vui là đủ để gây bệnh. Không có được những điều ham muốn, đây gọi là sân. Tham và sân sẽ khiến lòng không yên, khí không ổn định, ảnh hưởng đến gan mật, chấn động kinh mạch, rối loạn ngũ tạng. Lúc này những cái không tốt bên ngoài sẽ xâm nhập vào. Đây chính là nguyên nhân gây bệnh. Tâm và thần bất an, tính tình bồn chồn là nguyên nhân chính gây bệnh. Tâm ổn định thì khí hòa, khí hòa thì máu lưu thông, tuần hoàn máu tốt thì tinh túc và thần dưỡng. Những ai có tinh thần khỏe mạnh, sức đề kháng trong cơ thể mạnh mẽ, bệnh sẽ tự nhiên mất đi. Có thể nói rằng, để chữa bệnh thì chủ yếu là ở dưỡng tâm. Vị bác sĩ đông y già đã viết, có rất nhiều căn bệnh nặng hoặc nan y đều chỉ có một lý do, hận. Nếu không còn hận nữa, bệnh cũng sẽ mất đi. Trên thế gian này thứ khó giải nhất là nỗi hận kéo dài không có điểm dừng. Vì có những nỗi hận không giải được nên mới có những căn bệnh nan y. Khi bị bệnh thì tối kỵ nảy sinh lòng oán giận. Lúc này nhất định phải nhẹ nhàng chấp nhận để lòng được ổn định. Tâm an thì mới có thể thuận khí, khí thuận mới có thể chữa được bệnh. Nếu không khi nóng lòng, gan khí sẽ bị hao tổn khiến bệnh tình nặng hơn. Tâm và thần yên tĩnh thì khí huyết trên cơ thể sẽ có thể phát huy hoàn toàn. Trên thực tế, dưỡng thân, dưỡng khí và dưỡng tâm không hề tách rời mà gắn liền với nhau. Con người cầu trường thọ, trước tiên phải xua đuổi bệnh tật. Muốn chữa bệnh thì phải dùng khí. Muốn dùng khí một cách đúng đắn thì phải dưỡng tâm dưỡng tính trước. Đó cũng là lý do tại sao trong đông y coi cảnh giới cao nhất của dưỡng sinh chính là dưỡng tâm. Cổ nhân cũng dạy rằng,
dùng nho làm người, dùng đạo dưỡng sinh, dùng thiền dưỡng tâm. Học cách làm người, học cách dưỡng sinh và dưỡng tâm là ba việc mà cổ nhân vô cùng coi trọng. Một người trước tiên phải hiểu biết lễ nghĩa, đạo đức để trở thành người có tu dưỡng. Sau đó phải hiểu đạo để dưỡng sinh mà đạt được trường thọ, và cuối cùng phải biết dưỡng tâm để đạt đến cảnh giới thanh tịnh, giác ngộ. Dùng nho để làm người. Khổng Tử và Mạnh Tử luận từ đạo đức cho đến trị quốc, một mặt là xây dựng nên những lý tưởng phẩm chất vĩ đại, mặt khác lại thiết lập một hệ thống trị quốc từ trên xuống dưới. Vô luận là ở phương diện nào, tư tưởng của họ đều là trước tiên phải làm người, sau đó mới có thể làm việc, làm người tốt mới có thể làm việc tốt. Bát mục trong cuốn Đại học của Chu Hi bao gồm cách vật, trí tri, thành ý, chính tâm, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ cũng tuân theo lý tưởng này. Hết thảy nho học đều xoay quanh việc làm người, trở thành người có đạo đức mà triển khai ra. Bởi vậy, theo đuổi cảnh giới nhân sinh cũng trở thành yêu cầu chủ yếu của nho gia. Dùng nho để làm người tức là yêu cầu chúng ta không những phải tự xây dựng nên những lý tưởng to lớn, mà còn phải chăm chỉ thực hành. Khổng Tử đã giảng rằng hạ học nhi thượng đạt, tức là phải lấy học từ mức thấp rồi dần đạt đến mức cao. Những điều người ta học được hàng ngày thông thường đều là những thứ đơn giản, dường như rất tầm thường. Nhưng chỉ cần kiên trì việc học đó, thì trình độ tri thức, trình độ văn hóa, cảnh giới đạo đức sẽ dần dần không ngừng được nâng cao, cũng có nghĩa là không ngừng học lên cái cao hơn nữa. Có câu nói rất hay rằng, làm tốt mọi việc bình thường nghĩa là không bình thường, làm tốt mọi việc đơn giản nghĩa là không đơn giản. Trong việc bình thường có những việc lớn lao, trong những việc đơn giản có những việc phức tạp. Nho học có câu, cực cao minh nhi đạo trung dung, tức là cực điểm của cao minh chính là đạo trung dung. Đạo trung dung lại thể hiện ở những việc bình thường. Vua Thương Thang từng nói, cẩu nhật tân, nhật nhật tân, hữu nhật tân, nghĩa là ngày một mới, mỗi ngày mới, ngày ngày mới. Đó cũng chính là yêu cầu cơ bản khi dùng nho để làm người, mỗi ngày đều phải yêu cầu bản thân mình, hoàn thiện mình hơn. Dùng đạo để dưỡng sinh. Trí tuệ của nho gia được ví như tinh thần của ánh mặt trời, còn tinh thần đạo gia lại được ví với tinh thần của ánh trăng. Kẻ tài trí giả như ngu dốt, kẻ khôn ngoan giả như khiếp sợ, biết đủ thường vui, ẩn mình chờ thời, lấy nhu thắng cương, không tranh giành với thiên hạ. Bao nhiêu trí tuệ nhân sinh được ẩn giấu trong sự khiêm tốn của đạo gia. Sự khiêm tốn này giống như mặt trăng vẫn âm thầm bảo hộ trái đất. Mặt trăng mặt trời cùng giao thoa chiếu rọi, kho tàng trí tuệ vô biên của cổ nhân chính là sự đan xen của nho gia và đạo gia. Nho gia và đạo gia bổ sung cho nhau, giống như mặt trời và mặt trăng thay nhau vận hành, giống như vòng tròn càn khôn, âm dương tương hỗ, cương nhu phối hợp, hư thực tương sinh. Cái phong cốt của nho gia và khí tượng của đạo gia, nhập thế và xuất thế, hữu vi và vô vi, khí phách hùng hồn và chính nghĩa cương trực, sự kết hợp kỳ diệu như vậy đã tạo nên một trí tuệ cổ nhân vừa biến hóa kỳ ảo, vừa đồ sộ tráng lệ ở mọi phương diện. Dùng thiền để dưỡng tâm. Trong quan niệm của cổ nhân, thiền là một loại thái độ cuộc sống, một cảnh giới trong cuộc đời, một phương pháp sống vô cùng ý nghĩa. Thiền không thể tách rời cuộc sống, thiền khiến cuộc sống càng thêm ý nghĩa, tăng phần giá trị, khiến chúng ta có thể tận hưởng, tĩnh tâm lại một chút trong dòng danh lợi ồn ào náo động ở bên ngoài thế giới hỗn loạn.
Thiền có thể giúp con người dưỡng được ngũ tâm là tâm từ bi, tâm bình thản, tâm thanh tịnh, tâm tự tại và tâm tự nhiên. Tâm từ bi sẽ khiến cuộc sống của chúng ta tỏa ra ánh hào quang, khiến cuộc sống ấm áp vô biên. Tâm bình thản sẽ khiến chúng ta cảm thấy thoải mái, hài lòng với bản thân. Tâm thanh tịnh khiến cho tâm hồn chúng ta không hề có tạp niệm, tâm trạng sảng khoái. Tâm tự tại lại khiến chúng ta an bình, không gặp bất kỳ trắc trở nào. Tâm tự nhiên sẽ khiến chúng ta vượt ra ngoài thiên địa hữu hình, quay trở về khởi điểm của sinh mệnh để đạt được sự yên ổn hoàn mỹ. Nhờ đó chúng ta mới có thể vượt qua được những hoang mang bối rối trong hành trình nhân sinh, tự do, thoải mái, vui vẻ mà sống. Bốn điều thận trọng trong tu tâm dưỡng đức của người xưa. Trong kiếp nhân sinh, một người hiểu thận trọng không nhất định có thể trở thành người hoàn mỹ, nhưng một người không hiểu thận trọng thì nhất định sẽ trở thành người có nhiều thiếu sót. Vì vậy, học tập cổ nhân thận trọng trong việc tu tâm dưỡng đức là điều nên làm đối với bất kỳ ai. Thận độc, thận trọng khi ở một mình. Thận độc có nghĩa là chỉ việc một người lúc chỉ có một mình cũng phải thận trọng, dè dặt, tự hạn chế bản thân mình, thủ giữ đức hạnh, không vì ở nơi phòng tối không có người biết mà tùy tiện phóng túng bản thân. Các văn nhân, học sĩ các đời trong lịch sử đều chịu ảnh hưởng sâu sắc tư tưởng thận độc này, đều lấy đó làm yêu cầu cũng như mục tiêu của việc tu tâm dưỡng đức. Như danh thần Triều Thanh, Tăng Quốc Phiên từng đặt ra nhật khóa tứ điều, bốn điều làm hàng ngày cho mình, bao gồm thận độc, chủ kính, chỉnh tề, nghiêm túc, cầu nhân, nhân từ, nhân ái, tập lao, siêng năng luyện tập. Trong bốn điều này, thận độc là điều căn bản nhất. Tăng Quốc Phiên viết rằng, nhất viết thận độc tác tâm an, hàm ý là ngay cả khi chỉ có một mình, không ai hay biết, thì hành vi của bản thân cũng luôn phải thận trọng chiếu theo tiêu chuẩn đạo đức mà hành xử, không thể tùy tiện khinh suất, trước sau không thể phóng túng bản thân, mỗi ngày đều làm được như vậy thì tất sẽ an tâm. Thận độc thực chất chính là một hình thức cao hơn của tự kỷ luật. Người mà có thể thận độc chính là có thể khống chế tinh thần, kiểm soát được ham muốn của bản thân, tự nhiên sẽ cảm thấy trong lòng yên ổn. Tự nhiên cũng có được sức mạnh và tinh lực để có thể làm những sự việc mình muốn thực hiện. Thận nhiễm, thận trọng khi ở cùng người. Thận nhiễm chính là thận trọng khi học hỏi từ người khác. Gặp bậc thánh hiền thì phải dụng tâm học hỏi, gặp người không có đức hạnh thì phải hướng vào bản thân mà suy xét lại mình. Người thận nhiễm có thể chủ động tiếp nhận những ảnh hưởng của hoàn cảnh tốt, của con người tốt, từ đó hàm dưỡng được chính khí của mình. Trong sách cổ Mặc Tử, Sở Nhiễm có ghi một câu chuyện. Một lần, Mặc Tử nhìn thấy một người đang nhuộm sợi tơ liền cảm thán rằng, dùng thuốc xanh nhuộm tơ, tơ thành màu xanh, dùng thuốc vàng nhuộm tơ, tơ thành màu vàng, sử dụng thuốc có màu khác nhau thì tơ sẽ có màu khác nhau, dùng 5 loại thuốc màu khác nhau nhuộm tơ thì có thể nhuộm ra 5 loại tơ có màu sắc khác nhau. Bởi vậy tiếp xúc với điều gì là không thể không thận trọng. Mặc Tử cho rằng sợi tơ không thể tự bản thân nó biến sắc, mà bởi vì bị ngâm vào những thùng thuốc nhuộm có màu sắc khác nhau mà trở thành như thế. Ông cho rằng con người cũng là như vậy. Nếu hoàn cảnh sống của một người là tốt thì người ấy cũng chịu ảnh hưởng mà có phần tốt lên. Trái lại, nếu hoàn cảnh sống của một người không tốt thì người ấy cũng chịu ảnh hưởng mà trở nên bất lương. Cho nên, khi tiếp xúc với ai, hoàn cảnh nào cũng phải thận trọng. Thận di,
thận trọng những điều nhỏ. Triết học gia triều Hán Dương Phù từng nói: thận di phòng manh, dĩ đoạn kỳ tà. Ý tứ chính là thận trọng những điều nhỏ thì có thể phòng ngừa được tai họa từ lúc manh nha. Nếu ở những việc nhỏ, tiểu tiết mà không thận trọng thì sẽ khó tránh khỏi xảy ra bất ổn ở những việc lớn, việc quốc gia đại sự. Cổ nhân khái quát lại một câu nói: chớ thấy điều ác nhỏ mà làm, chớ thấy điều thiện nhỏ mà không làm. Cổ ngữ cũng có câu: con đê ngàn dặm bị sụp đổ bởi một lỗ kiến hỏng. Bởi vậy, trong cuộc đời, mỗi một ý niệm, hành vi đều vô cùng quan trọng. Việc thiện có thể thành tựu đời người, nhưng việc ác cũng có thể hủy hoại cuộc đời trong chớp mắt. Khi Bạch Cư Dị nhậm chức thứ sử ở Hàng Châu, đã không nhận bất kể một vật phẩm nào của người dân ban tặng. Nhưng khi rời chức vị hồi hương, ông phát hiện ra mình đã lấy hai viên đá trên núi Thiên Trúc, nên đã làm bài thơ kiểm thảo để kiểm điểm lại chính mình. Đây chính là thận di. Thận chung, thận trọng lúc cuối như lúc đầu. Trong việc tu thân dưỡng đức, cổ nhân cho rằng cần phải thận trọng, cảnh giác ngay khi sự tình mới xảy ra, luôn ghi nhớ ranh giới để dừng lại đúng lúc, tránh đi lạc đường. Ví như, khi vừa nảy sinh tâm niệm xấu thì cần phải chấn chỉnh lại ngay thì sẽ không dẫn đến hành động xấu, để lại hậu quả về sau. Đó là điều cổ nhân gọi là thận sơ. Thận sơ thường là điều mọi người đều làm được, nhưng trọng lúc đầu không nhất định là sẽ có thể làm tốt được bước cuối. Người ta thường lơ là, buông lơi khi đã bước vào giai đoạn sắp kết thúc, khi sắp đạt được thành công. Bởi vậy mà không ít người bị thất bại. Ví như, nhiều người cả đời thanh liêm, được người người kính trọng, nhưng khi sắp rời trốn quan trường lại vì danh lợi tình dẫn dụ mà để tiếng xấu muôn đời, thậm chí con cháu bị cười chê. Cho nên, thận trọng lúc cuối như lúc đầu là mấu chốt phòng ngừa sắp thành lại bại. Trong sách Đạo Đức Kinh viết rằng, thận chung như thủy, tắc vô bại sự, tức là thận trọng lúc cuối như lúc đầu thì việc sẽ không bị hư. Lão Tử cho rằng đối với bất kể sự tình gì, trước sau đều phải thận trọng, phải thủy chung bảo trì sự nhiệt tâm đối với làm việc, làm được đến nơi đến chốn. Đặc biệt, trong giới tu hành, nếu một người luôn thận trọng lúc đầu nhưng lại lơ là lúc cuối thì cũng khó đạt được kết quả viên mãn tốt đẹp. Khắc chế cơn giận để dưỡng thân, dưỡng tâm. Hỷ nộ ai lạc là lẽ thường tình của con người. Trong thế gian tràn đầy mâu thuẫn, ai mà không từng mắc lỗi, ai mà không từng tức giận. Nhưng vô luận là đối với dưỡng sinh thân thể hay là tu dưỡng tâm tính mà nói thì tức giận đều đem lại trăm cái hại, không một chút lợi nào. Người xưa có câu: nhẫn một chút gió êm sóng lặng, lùi một bước biển rộng trời cao. Khắc chế cơn giận vừa là sự tu dưỡng tâm tính, vừa là cách dưỡng thân hữu hiệu. Khi đối nhân xử thế, gặp chuyện không hài lòng mà lập tức phát quả thì chính là không có hàm dưỡng. Người không thể kiềm chế được cơn giận sẽ làm tổn thương người khác và tổn thương chính mình. Bởi vậy cổ nhân coi trọng việc kiềm chế phẫn nộ, giữ cho tâm bình khí hòa. Lâm Tắc Từ, Khâm Sai đại thần triều Thanh, thuở còn trẻ là một người thông minh, học rộng, trí tuệ hơn người. Nhưng tính tình ông lại vô cùng dễ nổi nóng và khó có thể bình tĩnh, nhẫn nhịn. Bản thân Lâm Tắc Từ cũng nhận thức được thói xấu của mình. Để sửa bỏ tính xấu này, Lâm Tắc Từ đã treo trên đại đường hai chữ chế nộ, khắc chế cơn tức giận. Trong suốt cuộc đời mình, ông đã dùng hai từ chế nộ ấy để răn mình nhẫn nhịn, tu dưỡng bản thân. Khi làm quan tổng đốc, có một lần trong lúc xử lý công vụ, Lâm Tắc Từ đã không thể khắc chế được tức giận.
Trong lúc nóng nảy, ông đã ném dở tan một chén trà quý. Nhưng vừa ngẩng đầu lên, nhìn thấy hai chữ chế nộ của chính mình, ông liền ý thức được bệnh cũ tái phát. Vì thế ông đã tự mình dọn dẹp chén trà dở mà không cho ai động vào, rồi ăn năn hối lỗi. Đông y cổ đại cũng có sự phân tích và trình bày rất đầy đủ, rõ ràng về nộ, giận dữ. Đông y cho rằng tức giận sẽ khiến khí huyết hao tổn. Có câu tức mà chết. Trong hiện thực cuộc sống cũng không thiếu người vì tức giận, phẫn nộ mà thật sự bỏ mạng. Tức giận còn làm tổn thương gan. Đó là bởi vì đức nhân, lòng nhân từ, nhân ái đối ứng với gan. Người từ bi lương thiện có thể thông cảm với người khác thì sẽ không tức giận. Bởi vậy nếu có thể khắc chế cơn giận thì khí huyết và gan đều khỏe mạnh. Bách Nhẫn Ca thời Đường viết rằng: người nhân từ nhẫn được cả những điều mà người khác khó nhẫn. Người trí tuệ nhẫn được cả những điều mà người khác không nhẫn được. Nhẫn là không màng danh lợi nên có thể dưỡng thân. Nhẫn là đạm bạc nên có thể nuôi dưỡng nhân phẩm. Nhẫn là chịu khổ chịu khó nên sẽ sung túc. Nhẫn sẽ không có bệnh tật. Thừa tướng thời Bắc Tống Phạm Trọng Yêm bàn rằng: bất dĩ vật hỷ, bất dĩ dĩ bi. Không nên vì vật chất mà vui mừng, cũng không nên vì lợi ích bản thân mà u sầu. Trên thế gian này, cảm xúc cực đoan của con người đối với sự vật sự việc như đau buồn, phát giận, tật đố thường là do tư tâm mà sinh ra. Người dễ phát giận thì dù là ở trong nhà, khi ra ngoài đường, ở nơi công cộng, sẽ đều chỉ vì một chút lợi nhỏ hay bị thiệt hại một chút nào đó mà căm hận khó chịu. Khổng Tử giảng: quân tử vô sở tranh. Khi người ta không có quá nhiều ham muốn, không quá truy cầu danh lợi thì sẽ không còn tranh giành và cũng dễ dàng nhẫn nhịn hơn. Nếu một người có thể dưỡng tâm đạm bạc, xem nhẹ danh lợi, tập thói quen nhún nhường thì tức giận tự nhiên sẽ ít đi, cũng sẽ không vì một chút lợi nhỏ mà nổi giận đùng đùng. Trong cuộc sống hàng ngày, người ta sẽ thường gặp phải những chuyện không vừa ý, dễ khiến bản thân tức giận. Nhưng nếu có thể kiềm chế, mâu thuẫn sẽ nhanh chóng qua đi. Còn nếu có thể chuyển hóa tâm tức giận thành lòng biết ơn, quá sự nóng nảy thành tâm thái ôn hòa, thì người ấy đã đạt đến cảnh giới tinh thần cao thượng rồi. Cổ nhân giảng: nhẫn một chút gió êm sóng lặng, lùi một bước biển rộng trời cao. Một người nếu có thể mang trong mình tấm lòng khoan dung độ lượng, nhẫn nhịn không tranh biện thì tự nhiên có thể rời xa thị phi, không lo không sợ, sống một đời thong dong, tự do tự tại. Tu dưỡng nội tâm cũng là làm việc thiện. Trong Phật gia có giảng hành thiện, giảng rằng gieo thiện nhân thì sẽ thu được thiện quả. Làm việc thiện bao gồm nhiều điều, không nhất thiết phải là bố thí hay phóng sinh. Phạm vi của hành thiện rất rộng lớn, đâu đâu cũng có. Ví như ẩn ác dưỡng thiện, loại bỏ thị phi tranh đoạt, biết lượng thứ cho những lỗi lầm của người khác, tuyên dương thiện đức, kính trọng bề trên, yêu thương trẻ nhỏ, hiếu thuận người già, khoan dung bỏ qua sai sót, thương cảm với những người nghèo. Một người nếu có thể mang thiện tâm, có thể vì mọi người mà vất vả làm việc, cố gắng chăm chỉ, tích ngày này qua tháng khác thì ắt sẽ có được thành quả. Tuy nhiên loại việc giúp đỡ người là không dễ gặp. Cũng có những việc thiện là hoàn toàn dựa vào tu dưỡng bản thân, có thể dễ gặp hoàn cảnh nhưng không phải luôn dễ làm. Tuy nhiên nếu làm được lại có thể cải biến bản thân rất lớn. Học cách tha thứ. Không nên ôm giữ tâm trách cứ người khác, không nên bới móc lỗi lầm của người khác và không nên nhớ mãi việc ác cũ của họ. Nếu một người có thể làm được ba điều này,
thì chính là có thể tha thứ cho người khác rồi. Xưa nay các tín ngưỡng thường dạy rằng cần phải biết khoan dung, vì tha, dung nhẫn. Khi người tát mình một bên má thì hãy giơ bên má còn lại ra, thậm chí hãy yêu quý cả kẻ thù. Không nhớ kể lỗi lầm của người khác là tha thứ cho người khác. Không để việc xấu của người khác dày dò tâm can bản thân cũng lại là tha thứ cho chính mình. Đây chẳng phải là làm việc thiện sao? Học cách nhẫn nhịn. Người chưa biết cách nhẫn nại thì cần học kiểm soát bản thân. Khi đã hiểu rõ bệnh rồi thì tăng cường tu dưỡng, tâm bình khí hòa, không thể phóng túng. Nếu không làm được như vậy thì rồi sẽ làm tổn thương người khác và tổn thương chính mình. Nhẫn nhịn mà ủy khuất hay sôi sục trong lòng, tìm cớ trả thù, thì đó chỉ là cái nhẫn của phàm phu tục tử. Chỉ là vì sợ mất lợi ích, sợ mất danh tiếng mà nhẫn. Nhẫn nhịn chân chính là không so đo, căn bản là không giận dữ hay phẫn nộ. Đó là cái nhẫn của người lương thiện, của người quân tử, của bậc thánh nhân. Giữ tâm khiêm nhường. Người ta thường cho rằng ở trên cao, ở trên người khác mới là thành công trong cuộc đời. Nhưng thực ra không hẳn là vậy. Người sống khiêm nhường thấp điệu, nguyện ý ở chỗ thấp thì không làm hại ai, cũng không khiến ai khó chịu. Họ bình dị, trung hậu, luôn thong dong thư thái, khoáng đạt mà không lo lắng, không toan tính hơn thua được mất. Bởi vậy họ thông thấu nhân sinh. Đất bởi vì không sợ ở nơi thấp mới có thể tụ nước thành biển. Nước không sợ ở chỗ thấp mà có thể tưới tắm vạn vật, cho vạn vật sinh sôi. Người khiêm nhường không sợ ở chỗ thấp mới có thể thành tựu được điều lớn lao hơn, cũng lại thành tựu được nhân cách vĩ đại và cao quý. Sẵn lòng chịu thiệt. Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, không khó để bắt gặp những người sợ bị thiệt. Cũng có không ít người mang tâm lý thà để người khác chịu thiệt, chứ không để bản thân chịu thiệt. Có thể nguyện ý chịu thiệt, khoan dung độ lượng, chịu nhẫn nhục, có được giảng được thì chính là hành vi của một chính nhân quân tử. Trái lại, nếu như luôn luôn mong muốn người khác phải chịu hại chịu thiệt, như thế thì người này tâm địa thật hẹp hòi. Hơn nữa, tranh đấu với người ta thì chẳng phải là bất thiện rồi hay sao? Chẳng phải là làm điều ác hay sao? Đây không chỉ là khiến lương tri của bản thân tuột dốc, mà phúc phận cũng chịu tổn hại. Thật sự là cái được không bù nổi cái mất. Mang tâm lạc quan. Một người thường xuyên mang tâm thái tiêu cực thì lâu ngày sẽ trở thành thói quen nhìn ai cũng không vừa mắt, nhìn việc gì cũng chán ghét. Người thiện lương thì khi nhìn nhận người khác, nhìn nhận sự việc đều lạc quan, tích cực, nhìn ra điểm tốt của người khác. Trong cuộc sống, nếu một người có thể giữ nụ cười trên môi, đem những điều tốt và thiện ý đến cho những người bên cạnh thì sẽ có thể kết được nhiều thiện duyên hơn. Khi một người có thiện ý thì dù là người quen hay người lạ đều sẽ có thể cảm nhận được. Cũng từ đó những xung đột mâu thuẫn trong cuộc sống của người đó sẽ ít dần đi, thay vào đó là càng ngày càng thuận lợi tốt đẹp. Dưỡng sinh mà không dưỡng đức thì chỉ là công giả tràng. Cuộc sống vật chất của con người hiện đại ngày nay được nâng cao, nhưng thuận theo đó thì áp lực sinh tồn cũng tăng lên, các loại bệnh tật cũng nhiều hơn. Làm thế nào để có một thân thể khỏe mạnh là vấn đề mà rất nhiều người đều quan tâm, coi trọng. Tuy nhiên, người ta lại thường tách biệt giữa dưỡng sinh và dưỡng đức, cho rằng giữa chúng không có mối liên quan. Thậm chí có nhiều người chỉ chú trọng dưỡng sinh mà không quan tâm dưỡng đức, kết quả chỉ là công giả tràng. Vấn đề dưỡng sinh không phải đến ngày nay mới được mọi người quan tâm chú ý, mà từ thời cổ đại người xưa đã đặc biệt coi trọng.
Trong phép dưỡng sinh của người xưa thì vấn đề tu dưỡng đạo đức được đặt ở vị trí cao nhất. Vì người có nhân đức thì trong lòng bình yên, tâm lý cân bằng ổn định và ý chí không rối loạn. Nhờ đó, thân thể âm dương cân bằng, khí huyết luôn điều hòa, nên chính khí đầy đủ và bệnh tật không thể phát sinh. Đây là một trong những điều kiện quan trọng nhất để có thể khỏe mạnh và trường thọ. Từ xưa tới nay, phương pháp dưỡng sinh luôn coi trọng tu dưỡng về tinh thần. Trong sách Hoàng Đế Nội Kinh viết rằng: điềm đạm hư vô, chân khí tòng chi, tinh thần nội thủ, bệnh an tòng lai. Nghĩa là điềm đạm hư vô thì chân khí sung túc, tinh thần vững vàng thì đẩy lùi được bệnh tật. Dưỡng sinh trước tiên cần chú trọng tu dưỡng về tinh thần. Cổ nhân cho rằng sự khỏe mạnh của một người có liên quan chặt chẽ với đạo đức của người ấy. Nếu một người chỉ coi trọng dưỡng sinh mà xem nhẹ dưỡng đức thì dưỡng sinh khó có thể đạt được hiệu quả như ý nguyện. Từ 2000 năm trước, Khổng Tử đã đưa ra quan điểm nhân giả thọ, người nhân từ sống thọ, và hữu đại đức tất đắc kỳ thọ, người có đức lớn thì tất sẽ sống thọ. Trong Đạo Đức Kinh cũng có viết hai câu: đức thì thọ chi bản, tức là đức là cái gốc của trường thọ, và thọ nguyên du đức, ý nói thọ có ngọn nguồn từ đức. Lão Tử còn giảng: ta có ba báu vật luôn giữ ở bên mình, một là nhân từ, hai là cần kiệm, ba là không dám đứng trước thiên hạ. Nhân từ mới có thể dũng, cần kiệm cho nên có thể rộng rãi, không dám đứng trước thiên hạ mới có thể thành tài đức. Quan điểm này của Lão Tử và Khổng Tử là đồng nhất với nhau. Sự khỏe mạnh và trường thọ của một người nhìn bề ngoài như là kết quả của quá trình dưỡng sinh, nhưng kỳ thực lại có liên hệ mật thiết với quá trình tu tâm dưỡng đức của người ấy. Một người mà trong tâm luôn lo được lo mất, ưu phiền, thì cho dù sống trong hoàn cảnh an nhàn và có điều kiện chăm sóc y tế tốt vẫn khó trường thọ được. Trái lại, một người thường xuyên suy xét lại mình, nội tâm bình hòa, không đặt nặng về danh lợi thì tự nhiên sẽ ít bệnh. Điều này giống như đạo lý mà người xưa nhắc đến: tâm chính thì tà không thể xâm phạm. Danh y Triều Đường, Tôn Tư Mạc giảng: đức hạnh tốt, mặc dù không dùng thuốc bổ cũng có thể trường thọ. Đức hạnh không tốt, ngay cả dùng tiên đan diệu dược cũng không thể kéo dài thọ mệnh. Khi một người coi trọng tu dưỡng đạo đức thì nội tâm của họ tự sẽ an hòa, bởi vì họ luôn biết nghĩ cho người khác trước, đặt lợi ích của người khác lên trước, đối xử tốt với mọi người. Y học hiện đại cũng biết rằng những mối quan hệ xã hội hài hòa và thái độ thân thiện với người khác có thể khiến cho thân thể tiết ra các chất có lợi cho sức khỏe. Những vật chất này có thể giúp cho việc điều hòa lưu lượng máu và các tế bào thần kinh đạt đến trạng thái tốt nhất. Từ đó con người đạt trạng thái vui vẻ, giảm bớt ưu phiền và lo lắng về tinh thần. Từ y học truyền thống và hiện đại, ta đều thấy được rằng dưỡng sinh cần phải dưỡng đức trước, dưỡng đức tốt mới có thể sống khỏe và sống lâu. Năm chữ dưỡng đáng giá trong cuộc đời. Sách Thái Căn Đàm viết: trời đất có dạng năm, thân người thì khó được. Sinh mạng con người là vô cùng quý giá, cuộc đời lại không thể lặp lại, vì vậy phải quý trọng điều này. Chúng ta không chỉ phải dưỡng tốt thân thể, sống khỏe mạnh trường thọ, rời xa bệnh tật, mà càng cần phải dưỡng nội tâm, khiến cho thể xác và tâm hồn đều sung túc, phúc trạch kéo dài, như vậy mới không uổng phí đời này. Dưới đây là năm bí quyết dưỡng sinh dưỡng tâm, lĩnh hội và thực hành sẽ được lợi vô cùng. Động dưỡng thân. Trong cuốn Chư Bệnh Nguyên Hậu Luận viết: vận động cốt quyết, tắc khí cường. Thể chất của một người là trời sinh,
nhưng cơ thể khỏe mạnh lại có thể là hậu thiên dưỡng thành. Vận động có thể thúc đẩy khí huyết, cường thân kiện thể, thả lỏng tâm tình là phương thức dưỡng thân tốt nhất. Thời Đông Hán, Hoa Đà không chỉ có y đạo cao siêu mà ở đạo dưỡng sinh, ông cũng là một bậc thầy. Ông sáng tạo ra Ngũ Cầm Hí là bài dưỡng sinh dựa trên cơ sở vận động của năm loại vật là gấu, chim hạc, hổ, hỉ và lộc, ngày qua ngày luyện tập, hoạt động thân thể, rèn luyện cơ thể. Trong sách Hậu Hán Thư viết về Hoa Đà, dù đã trăm tuổi nhưng vẫn có dáng vẻ khỏe mạnh, người thời đó cho là thần tiên. Vận động có thể dưỡng thân, vận động có thể đẩy lùi bệnh. Hoa Đà khi về già vẫn có thể đi lại nhanh nhẹn, tinh thần minh mẫn, sức vóc khỏe mạnh. Thậm chí các đệ tử của ông là Ngô Phổ, Phàn A đều chuyên cần luyện Ngũ Cầm Hí mà đạt được thân thể khỏe mạnh, tai thính mắt tinh, sống thọ gần 100 tuổi. Danh thần nhà Tống, Phạm Trọng Im có câu: hoạt động có phương pháp thì ngũ tạng tự hài hòa. Hàng ngày kiên trì vận động, rèn luyện thân thể là một loại linh đan dược liệu, không chỉ đem đến một cơ thể khỏe mạnh mà còn khiến cho trạng thái tinh thần và sắc vóc cũng tốt đẹp lên mỗi ngày. Tĩnh dưỡng tâm. Trong Tố Vấn viết: khí huyết cực dục động, tinh thần cực dục tĩnh. Khí huyết cần phải động, tinh thần cần phải tỉnh. Tỉnh là cách tốt nhất để dưỡng tâm. Để cho bản thân tĩnh lặng lại, nội tâm bình tĩnh thông dong, tâm thái tự nhiên sẽ khiến con người trở nên tiêu diêu tự tại. Vào năm Nguyên Phong thứ hai đời Tống Thần Tông, bởi vì bị vu cáo là làm thơ có ý châm biếm triều đình, gây ra vụ Ô Đài Thi án nổi tiếng, Tô Đông Pha bị lưu đày đến Hàng Châu, tiền đồ mờ mịt nhưng chí hướng của ông lại trong gian khó mà thăng hoa. Lúc mới đầu đến, Tô Đông Pha không tránh khỏi lo lắng, nản lòng thoái chí, mê mang uể oải bởi vì không biết con đường phía trước sẽ ra sao. Tâm trạng ấy được ông thể hiện trong câu: túy lý cuồn ngôn tỉnh khả phạ. Trong cơn say nói những lời cuồng bậy nhưng lúc tỉnh rồi lại thấy đáng lo. Nhưng sau đó, ông đã tự tạo cho mình một căn phòng và vẽ những bông tuyết trên các bức tường xung quanh. Tô Đông Pha hàng ngày nhàn rỗi sẽ ngồi tĩnh tọa trong ấy để bình phục lại cái tâm đang xao động của mình. Cuối cùng, ông cũng tìm về được với sự thanh tĩnh và tĩnh lặng. Chính nhờ vậy mà Tô Đông Pha mới có thể không tranh không phiền, không vội không loạn, thản nhiên vượt qua những tháng ngày tăm tối ấy. Cổ ngữ có câu: dưỡng tâm quý ở tĩnh. Người có thể giữ cho mình một cái tâm an tĩnh đạm bạc, không quan tâm hơn thua, đi hay ở đều không bi lụy thì sẽ sống những năm tháng thanh nhàn và tận hưởng được những niềm vui trong thế gian. Nhẫn dưỡng tính. Sách Tuân Tử viết: tính tình phải nhẫn nại, rồi sau mới có thể sửa mình. Con người có thất tình lục dục nên sẽ không tránh khỏi có lúc bị cảm xúc lấn át. Có thể nhẫn nhịn, không giận không sân, tu thân dưỡng tính thì mới là một người đáng quý. Năm 99 trước công nguyên, trong trận chiến với Hung Nô, tướng quân Lý Lăng rơi vào cảnh hết lương, cùng đường nên bị bắt hàn. Hán Vũ Đế giận dữ, nhiều người dậu đổ bìm leo, chỉ có Tư Mã Thiên là lên tiếng biện hộ cho Lý Lăng. Nhưng việc làm này của Tư Mã Thiên lại giống như đổ thêm dầu vào lửa. Hán Vũ Đế đã cho bắt giam Tư Mã Thiên vào ngục, đồng thời xử cung hình với ông. Bị tra tấn bởi vì lời ngay thẳng, người nào có thể không phẫn nộ bi thống? Thế nhưng Tư Mã Thiên không bởi vì thế mà rơi vào trầm luân. Ông nhẫn nỗi nhục, nhẫn bi thương, nhẫn đau đớn, nhẫn phẫn nộ, tiếp tục sống và sáng tác. Cuối cùng ông đã sáng tác ra cuốn Sử Ký lưu danh muôn đời.
Trong Yến Sơn Dạ Thoại có câu nói: quân tử nhẫn được những điều người thường không thể nhẫn. Con người sống trên đời không thể lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, sự sự đều như ý. Chỉ có nhẫn, nhẫn những điều mà người bình thường không thể nhẫn, mới có thể làm thành được những điều người bình thường không thể làm thành, đạt đến cảnh giới cao hơn của cuộc sống. Thiện dưỡng phúc. Sách Đạo Đức Kinh viết: thiên đạo vô thân, thường giữ thiện nhân. Đạo trời là công bằng, không phân biệt thân hay sơ, nhưng sẽ thường xuyên trợ giúp người thiện lương. Làm việc thiện là cách tích phúc. Người có tâm địa thiện lương, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác thì phúc báo sẽ sớm ở trên đường. Vào thời Tây Tấn có một quan viên tên là Cố Dinh, là người có tính tình hào sảng, rộng rãi lại lương thiện. Một lần, ông nhận lời tham gia yến tiệc ăn thịt nướng. Nhìn thấy cảnh người hầu đang nướng thịt, nhìn miếng thịt mà không được ăn, thèm đến mức nuốt nước miếng, nên ông đã sinh lòng trắc ẩn. Cố Dinh đưa miếng thịt nướng của mình cho người kia. Bởi vì kẻ sĩ và người hầu có địa vị khác biệt nên những người khác thấy vậy thì đều châm biếm Cố Dinh. Nhưng Cố Dinh lại nói: người mỗi ngày nướng thịt, lẽ nào ngay cả vị của thịt nướng cũng không biết? Mấy năm sau, loạn Vĩnh Gia xảy ra, đô thành rơi vào tay giặc, Tấn Đế bị bắt, Dương Công quý tộc đều vượt sông trốn chạy. Thiên hạ đại loạn, cường đạo vào các nhà giết người cướp của rất nhiều. Nhưng Cố Dinh mỗi lần gặp phải nguy hiểm thì đều có người bảo vệ ông thoát nạn, quá hiểm thành an. Sau khi hỏi ra, Cố Dinh mới biết người luôn giúp mình chính là người nướng thịt năm xưa. Trong Tam Quốc Chí có câu: đừng thấy việc thiện nhỏ mà không làm, giúp đỡ người cũng chính là làm việc thiện cho mình. Người làm nhiều việc thiện nhất định có phúc trạch thâm hậu. Cười dưỡng thọ. Người thường hay nở nụ cười, luôn giữ được tinh thần vui vẻ cởi mở thì khí cơ thông suốt, tâm thái cũng khoáng đạt. Người sống cởi mở và luôn nở nụ cười trên môi thì cuộc đời của họ cũng sẽ trở nên suôn sẻ và thuận lợi hơn. Quán Quân về tuổi thọ trong thi đàn thời Tống thuộc về Lục Du, ông sống thọ 85 tuổi. Một trong những bí quyết sống thọ của Lục Du chính là sống lạc quan hay cười, khoan thai rộng rãi. Có một ngày, cuồng phong gào thét, mưa to không ngớt, mái ngói của ngôi nhà ông ở bị tốc hết, tường cũng bị sập đổ, trong nhà cũng không còn thóc gạo. Đứng trước tình cảnh thê lương như thế nhưng Lục Du không trao mày ủ dột mà còn nở nụ cười ngâm một bài thơ. Gió đêm qua làm tốc mái nhà, mưa sáng nay làm đổ sập tường. Dẫu rằng gạo đã sạch hết, ta vẫn ngâm thơ không dứt. Cuộc sống dù có muôn ngàn muộn phiền, chúng ta cũng nên cười thật tươi. Nụ cười không chỉ là mỹ phẩm dưỡng da hữu hiệu nhất mà còn là phương thuốc trường thọ cao cấp nhất. Vô cầu không phiền não là đạo dưỡng sinh, cũng là đạo xử thế. Cuộc đời của mỗi người là một hành trình, không ngừng truy cầu hướng về phía trước. Có người theo đuổi công danh, lợi lộc, có người nỗ lực học hành, có người lại bận rộn với gia đình của mình. Vậy nên người ta hiếm khi hiểu được cảm giác vô cầu không phiền não. Trong cuốn Trang Tử Ngư Phủ có giảng rằng: người giỏi kỹ xảo thường mệt mỏi nhất, người thông minh hàng ngày thường lo lắng. Chỉ những người không có bản sự gì mới không truy cầu, ngày ngày nhàn nhã rong chơi khắp chốn, như chiếc thuyền nhỏ không phải neo đậu. Người không có bản sự gì mà Trang Tử nói tới ở đây không phải là kẻ ngốc, lại càng không phải là kẻ vô năng. Kỳ thực, trong tâm họ không tự cho mình là người thông minh và có năng lực, vậy nên mới được nhàn nhã, không truy cầu. Đây phải là người trong tâm có đức, hiểu được nhu cầu của bản thân, không mù quáng ganh đua,
buông bỏ tất cả mới có được tâm thái này. Người như vậy không chỉ không làm lỡ đại sự, thậm chí còn đưa đến tác dụng tốt nhất, như con thuyền lững lờ trôi giữa dòng sông không sợ sóng dữ. Sự tự tại và an vui ấy chẳng mấy ai thấu hiểu. Người vô cầu trong tâm đều là trống rỗng. Trống rỗng không phải là buông bỏ hay chán ghét sợ đời, mà là trạng thái vô tư vô ngã trong Phật gia, hay thuận theo tự nhiên trong đạo gia. Lão Tử giảng, nước là thiện nhất, nước làm lợi cho vạn vật mà không tranh, vậy nên không phải lo phiền. Cũng nói, bậc thánh nhân không tranh giành, vì họ không tranh giành, cho nên thiên hạ không ai tranh giành với họ. Một người không tư lợi, trong tâm thường ôn hòa và thuần tịnh như nước. Lúc bình thường hành sự cũng thuận thời thế như nước, gặp nguy mà quá an, dẫu phải đối mặt với trở ngại lớn hơn nữa cũng vẫn có thể thuận theo dòng. Trời không bởi vì con người sợ lạnh mà bỏ đi mùa đông, đất không bởi vì con người chán ghét hiểm trở mà thôi không rộng lớn. Người quân tử không bởi vì kẻ tiểu nhân mà thay đổi phẩm hạnh của mình. Trời đất có quy luật vận hành nhất định, người quân tử có phẩm hạnh vĩnh cửu. Đạo gia còn có một câu nói nổi tiếng: cầu nhi bất đắc, bất cầu nhi đắc, cầu thì không đắc, không cầu lại đắc. Có thể nói vô cầu là đường tắt đi tới thành công. Một người vô sở cầu, tâm ý đơn giản, khi giao thiệp với người khác sẽ không mang theo mục đích, chỉ thuần túy, thánh khiết, nên dễ được người khác đón nhận. Họ lại biết sống thuận theo tự nhiên, không sinh chuyện thị phi, nên có thể tránh khỏi những điều trái ý, có thể thuận theo thời thế mà đắc được thời cơ. Khi những điều kiện này kết hợp lại, đó chẳng phải là yêu cầu cơ bản để đạt được thành công hay sao? Dục vọng nhiều ắt sẽ truy cầu thì tâm phiền ý loạn. Kim tiền mỹ nữ, nhà cao cửa rộng, danh vọng sự nghiệp, luôn kích động sự yên định trong nội tâm con người từng phút từng giây. Tâm và thân là một thể thống nhất, thân tâm nặng nề ắt kéo theo bệnh tật. Thần y Biển Thước từng nói, tâm loạn bách bệnh sinh, tâm nhẹ nhàng ắt sẽ khỏe mạnh, vô bệnh. Vậy nên tâm cảnh an yên là nguyên tắc đầu tiên giúp thân thể khỏe mạnh. Vô cầu là cảnh giới nhân sinh cao nhất, kỳ thực là đạo hòa hợp với tự nhiên, là đạo dưỡng sinh, cũng là đạo xử thế. Đời người cần dưỡng được 7 loại tâm. Đời người ngắn ngủi lại nhiều nhấp nhô, có được có mất, có hạnh phúc cũng có bất hạnh, có vui vẻ cũng có u buồn, có những ngọt bùi cũng có những nỗi đắng cay. Con người khi đạt được thứ tốt đẹp thì hoan hỷ vui mừng, nhưng khi gặp lúc thất ý thì tinh thần chán nản lo âu. Nếu một người có thể dưỡng thành được 7 loại tâm dưới đây thì tinh thần người ấy sẽ luôn phấn chấn, rạng rỡ, không bị phiền nhiễu bởi ngoại vật. 1. Tâm thiện. Tâm địa thiện lương là bản tính trời sinh của mỗi người. Thiện tâm cũng là nguyên tắc làm người, nguyên tắc đối nhân xử thế mà mỗi người cần bảo trì thủ giữ. Cổ ngữ nói, di thiện tối nhạc, làm việc thiện là niềm vui lớn nhất đời người. Cho nên, vốn quý lớn nhất của con người không phải là lớn lên có được dung mạo thật xinh đẹp, cũng không phải có thật nhiều của cải, có rất nhiều tài năng, mà là giữ được tâm địa thiện lương. Đời người thà rằng khuyết thiếu tài cán, khuyết thiếu học vấn, nhưng không thể không có thiện lương. Lòng dạ lương thiện mới là mỹ đức chân chính của mỗi người. 2. Tâm khoan. Tục ngữ nói, tâm khoan thể bàn. Một người có tấm lòng khoan dung rộng lượng thì vẻ mặt của người ấy luôn thư thái, vui vẻ. Lâm Tắc Từ, một vị quan nổi tiếng thời xưa cũng viết, biển gì có thể dung nạp 100.000 con sông mà trở nên rộng lớn,
Dách núi nghìn trượng sừng sững vì không mang dục vọng mới có thể giữ mình cương trực. Những lời này đều là để nói rằng, làm người thì phải có sự độ lượng, có tấm lòng khoan dung rộng mở. Mọi việc trong cuộc đời không nên tính toán quá chi li, lùi một bước, biển rộng trời cao. Làm người không nên quá tính toán trước được mất của bản thân. Hãy độ lượng đối đãi với những sự việc hay người từng khiến bản thân mình bị tổn thương. Đây là cảnh giới cao, cần phải tu dưỡng mới đạt được. 3. Tâm chính. Tâm chính là không có tư tâm, không có tạp niệm, luôn quang minh chính đại. Làm người hay làm việc đều ngay thẳng chính trực, thuận theo nhân luân, thủ vững đạo đức. Người có tâm chính sẽ luôn giữ được chuẩn mực và nguyên tắc làm người. Họ cũng là người khiêm tốn, chân thành, thẳng thắn vô tư giúp đỡ mọi người. 4. Tâm tĩnh. Tĩnh là một loại tâm bình thản, là một loại khí phách, một loại cảnh giới cao. Người có thể thủ tĩnh chính là giữ được chí hướng, giữ được bản tâm, giữ được khí tiết của mình. Muốn thủ tĩnh cần phải tu dưỡng bản thân trở thành người mà ở ngoài thân thì không vướng bận, ở trong tâm thì an tĩnh. Tâm tĩnh không động mới có thể giữ vững được khí tiết. Tâm tĩnh không động mới có thể bảo trì được chân ngã. Tĩnh không phải là im lặng, mà chính là ở trong động mà có thể giữ được tâm thái cân bằng. Nó là một loại trạng thái nội tâm, thông qua tự thân điều tiết mà có. Người có tâm tĩnh có thể nhảy thoát ra khỏi mọi sự mê hoặc của thế tục. Nó cũng có thể làm mất dần tham niệm và những chấp trước mê muội, từ đó mà trí tuệ minh sáng ra. Một người có thể tu dưỡng được đến mức tâm tĩnh như nước thì tâm linh đã đạt tới cảnh giới thuần tịnh, nhân phẩm cũng trở nên cao thượng. 5. Tâm di. Tâm di chính là trong lòng luôn chứa đựng một loại suy nghĩ lạc quan, hướng về những điều tươi đẹp ở phía trước. Họ không hạn cuộc mình vào những u buồn của quá khứ. Người dưỡng thành được loại tâm này chính là có được tài phú vô hình trong cuộc đời. Đời người không thể lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Người ta ai cũng sẽ phải đối mặt với những khó khăn, thất bại và phiền não xảy ra trong cuộc sống hàng ngày. Khi đối mặt với thất bại, nếu một người có thể giữ được tinh thần lạc quan, tự tin và rộng mở, thì người ấy sẽ có thể chuyển bình thường thành giàu có, khó khăn thành thoải mái, và thậm chí có thể chuyển sự đau khổ trở thành những trải nghiệm tốt đẹp và quý giá cho bản thân. Không chỉ trong văn hóa truyền thống mà khoa học hiện đại cũng đã chứng minh rằng một người lạc quan thì sẽ có một cuộc sống thoải mái, khỏe mạnh và trường thọ. 6. Tâm an. Tài phú, danh lợi, địa vị là mưu cầu của mọi người. Nhưng nếu có được danh lợi, tài phú mà lại mất đi sự bình an thì cuộc sống như vậy sẽ không có hy vọng, không có ý nghĩa. Cho nên, ước mong lớn nhất của đời người là bình an trong tâm. Tâm an chính là một loại phúc. Xã hội ồn ào náo nhiệt khiến cảm xúc và tâm thái của con người luôn bị động theo. Người ta dễ dàng nảy sinh những cảm xúc phẫn nộ, hoài nghi mà ăn không ngon, ngủ không yên. Muốn thân an thì điều quan trọng trước hết phải là dưỡng tâm an. Một khi có tâm an thì tính cách cũng ổn và thân thể cũng liền theo đó mà trở nên thả lỏng. Người như vậy sẽ sống khỏe mạnh và vui vẻ. 7. Tâm thành thật. Bản tính chân thật là kho báu trời sinh của mỗi người. Một người có bản tính chân thật, tấm lòng chân thành thì khi đối xử với người nhà sẽ đạt đến mức chí thân, chí hiếu, chí tình, chí thâm. Còn khi đối với bạn bè, họ sẽ không có tâm tính toán, mưu mô mà luôn trong sáng vô tư và hết lòng. Đối với người khác, họ sẽ có thể khoan dung rộng lượng, không so đo thiệt hơn.
đối với sự vật, họ có thể tự tìm được niềm vui ở trong ấy. Cảnh giới dưỡng sinh theo Nho, Phật, Đạo. Cổ nhân vô cùng coi trọng đạo dưỡng sinh. Trong suốt các triều đại lịch sử đều có các sáng tác và luận thuật dưỡng tâm và dưỡng thân. Các tác giả phần lớn đều là những tiên nhân, thánh nhân, đạo nhân siêu phàm thoát tục tu hành theo Nho gia, Đạo gia, Phật gia. Họ đều chỉ ra rằng đạo dưỡng tâm, dưỡng thân là không tách rời tu dưỡng đạo đức. Nho gia giảng làm người phải nhân từ. Trong luận ngữ, Khổng Tử viết: nhân giả thọ, người nhân từ thì trường thọ. Trong sách Trung Dung khi luận về người đại đức cũng viết: người có đức lớn thì tất đắc kỳ thọ, tự đạt được sự trường thọ. Tức là thuật trường sinh và đạo đức đều là có quan hệ mật thiết với nhau. Mạnh Tử, nhà tư tưởng, nhà giáo dục thời cổ đại Trung Hoa, đề xuất tư tưởng làm người phải hành nhân, cần lấy đức thu phục người khác. Nhân giả vô địch, người nhân ở khắp thiên hạ không có kẻ thù nào. Trong sách Xuân Thu Bàn Lộ, Đổng Trọng Thư viết: nguyên nhân khiến người nhân ái, từ tâm được trường thọ là vì họ bên ngoài không tham mà bên trong thanh tĩnh. Tâm bình khí hòa mà không mất đi sự công bằng chính trực, đạt được điều tốt đẹp của thiên địa, lấy đó dưỡng thân tâm, chính là vừa có được trường thọ vừa chế ước được ngôn hành của bản thân. Phật gia thì tu dưỡng tâm bình thản, đạt đến trạng thái không. Người xuất gia yêu cầu cần phải coi nhẹ danh lợi, nhân từ hành thiện, khoán đạt, nhẫn nhục tự trọng. Các cao tăng trường thọ thời xưa đều là người có tính cách ôn hòa, cuộc sống bình đạm, chung sống với người khác hài hòa, dung hợp. Phật gia giảng làm người, khi được thương yêu hay chịu khuất nhục đều không nhiễu loạn, kinh sợ, đối với được hay mất đều không tính toán. Dùng sự im lặng để đối đãi với những lời phỉ báng như sấm nổ, biến sự hủy hoại, phỉ báng đó thành duyên phận. Nhà Phật dạy con người cách tu hành để tịnh hóa và giải thoát tâm linh, nhấn mạnh quan hệ nhân quả, tu dưỡng một tâm đơn giản, bình thản, cuối cùng tu thành chính quả, thoát ly khỏi nỗi khổ luân hồi sinh tử, tiến nhập vào cảnh giới an lạc tự tại. Đạo gia lại đề cao việc sống và hành xử thuận theo tự nhiên. Trong Đạo Đức Kinh, Lão Tử viết: nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Tức là người thuận theo đất, đất thuận theo trời, trời thuận theo đạo, đạo thuận theo tự nhiên. Trong Trang Tử Dưỡng Sinh, chủ biên có viết: an thời xứ thuận nghĩa là an định theo bổn phận, tùy thời tùy nơi đều thuận theo tự nhiên. Trong Hoàng Đế Nội Kinh viết: khởi cư hữu thường, ẩm thực hữu tiết, bất dông tác lao, nghĩa là cuộc sống sinh hoạt hàng ngày đều theo quy luật thường nhật, ăn uống có tiết chế, lao động làm việc không quá độ, không đi ngược lại quy luật thông thường, làm điều sằng bậy. Trong Dưỡng Sinh Viên Mệnh Lục viết: đừng làm quá nhiều, ngồi quá lâu, nằm quá nhiều, nhìn quá lâu, nghe quá nhiều. Không nên ăn quá nhiều, đừng uống quá nhiều rượu đến nỗi say sưa, cũng đừng quá nhiều ưu sầu, đừng quá nhiều suy nghĩ bi ai. Làm được điều này thì có thể trung hòa. Người có thể trung hòa, tâm thân khỏe mạnh mà bình an, trường thọ. Muốn thuận theo tự nhiên thì điều tốt nhất là biết đủ. Thủy Tổ Đạo Gia, Lão Tử nói: thiểu tư quả dục, nghĩa là làm người phải giảm thiểu ham muốn. Thái Thượng Lão Quân Dưỡng Sinh quyết viết: người giỏi về dưỡng sinh, cần trước tiên trừ bỏ lục hại, sau đó có thể bảo trì tính mệnh kéo dài trăm năm. Vậy đó là như thế nào? Thứ nhất là xem nhẹ danh lợi, thứ hai là cấm thanh sắc, thứ ba là liêm khiết, trong sạch đối với tài vật, thứ tư là giảm thiểu mùi vị cảm thụ,
Thứ năm là trừ bỏ xiểm nịnh si mê vọng tưởng. Thứ sáu là buông bỏ tật đố. Để có thể bảo trì được tâm cảnh bình hòa thì nên để cho chính bản thân mình tiếp xúc nhiều hơn với những sự vật thuần tịnh mỹ thiện, lấy đó dưỡng mắt, tai, mũi, miệng, ý. Làm được như vậy sẽ khiến cho thân thể hoạt động và điều tiết thông thuận, từ đó mà đạt được mục đích bảo dưỡng thân tâm. Người có thể thời khắc tiết chế được dục vọng, tham muốn của bản thân thì chính là đã bước trên con đường tắt nhất để đạt đến cảnh giới cao nhất của dưỡng sinh.